Thưa bà con, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là những câu hỏi liên quan tới lĩnh vực trồng trọt với sự tư vấn của tiến sĩ Tống Khiêm, chuyên viên cao cấp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Câu hỏi đầu tiên trong lĩnh vực này đến từ khán giả Lê Thị Tiến, số điện thoại 033 3 số cuối 144 tại Đồng Tiến, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hỏi như sau. Nhà tôi có diện tích đang trồng lúa, muốn có kế hoạch trồng cây ăn quả, hỏi cách cải tạo đất như thế nào và nên trồng loại cây ăn quả gì để đạt hiệu quả cao. Vâng, chị Tiến thân mến, chuyên gia Tống Khiêm đã tư vấn cho câu hỏi của chị như sau. Thế thì về cây ăn quả thì bao giờ nó khác hẳn với cây trồng lúa ở chỗ là nó cần nước nhưng nó lại rất là sợ úng. Cho nên là ở đất trồng lúa thường là đất là dễ có nước, do đó là bác phải kiến thiết lại bằng cách là bác lên luống cao. Có thể là cao từ rãnh cho đến mặt luống là từ 70 đến 1 mét, mức độ như vậy, bởi vì đất trồng lúa thường là thấp. Thế còn nếu mà đất trồng lúa ở cao thì có thể là cái khoảng cách đó là thấp hơn. Thế thì tùy cái giống cây trồng, mà tôi lấy ví dụ như bưởi chẳng hạn, thì bác nên là 4 mét, tức là đỉnh luống nọ cách đỉnh luống kia là 4 mét. Sau đó mình trồng ở trên đấy, mình bỏ hốc ra được khoảng 2 mét rưỡi cho đến 3 mét, tùy mật độ dày không. Nhưng mà cây hàng cách hàng khoảng 4 mét. Thì đấy là về nguyên tắc là cải tạo đất. Thế và trong đó là những cái rãnh cũng là những cái mương thoát nước luôn. Đấy. Thế và thậm chí nhiều nơi nó cao tới 1,5 mét thì mới trồng được cây ăn quả. Thế và trên cái đó thì là bác, sau khi bác định hình thì bác lại bổ thành một cái hốc, đúng không ạ? Thế cái hốc đấy có thể là tới nửa khối đất. Thì nửa khối đấy là ngay trước khi trồng là 15-20 ngày là bác nên bón phân chuồng ngoài mục. Có thể là cộng thêm là ví dụ như là khoảng độ 1 tạ phân chuồng ngoài mục, hoặc là tôi cho là 50 cân đi. 50 cân phân chuồng hoa mục thì bác bón 2-3 cân lân spare, cộng thêm ngần đấy nữa là vôi bột, trộn đều với phân chuồng hoa mục. Sau đó bác đưa xuống cái hố đó. Đấy, đưa hố xuống trước là 15-20 ngày, rồi lấp một lớp đất màu 20 phân lên mặt trên rồi trồng cây đấy. Thì đấy là cái cách gọi là cải tạo đất và trồng. Thế còn sau hàng năm thì bao giờ phải bón là ví dụ năm thứ 2 trở đi là phải bón 20 cân. Và năm thứ 3 thì cứ tăng lên theo đơn vị 10, đấy, cộng thêm 10. Năm thứ 4 và đến khi từ 10 tuổi trở lên thì lúc nào chỉ bón 100 thôi. 100 cân phân chuồng hoa mục. Thì đấy là một cái tổng thể. Thế còn bây giờ vùng này, vùng của bác là Thanh Hóa đúng không? Thanh Hóa thì bác có thể trồng cây ăn quả rất là nhiều, ví dụ như các loại bưởi. Đấy, các loại bưởi tùy theo loại bưởi có... Chẳng hạn như ở phía Bắc là người ta trồng bưởi diễn là tương đối hiệu quả cho tới thời điểm này. Thế hoặc là miền Trung, Bắc là miền Trung là người ta trồng cái gọi là cam Vinh. Đấy, cũng là loại nổi tiếng. Vinh, cam Vinh rất nhiều loại, trong đó có cả xã Đoài rồi vân vân. Tiếp theo chương trình là câu hỏi đến từ khán giả Lê Văn Thụ, số điện thoại 0983 3 số cuối 946 tại Phú Nam An, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã hỏi. Nhà tôi có trồng 200 gốc Phật thủ, trồng được 1 năm nay. 3 tháng nay thì cây có hiện tượng vàng từ mép lá vàng vào, quanh mép lá, đất có pH là 5.0 đến 5.5, đã bị cả vườn và đã dùng thuốc nấm nhưng không thấy đỡ, cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng, thưa bác Thụ, chuyên gia Tống Khiêm đã tư vấn cho câu hỏi của bác như sau. À, vâng, cái câu hỏi này thì tôi đoán là bác cũng đã phần nào biết được rồi, cho nên bác mới đưa ra cái thông số là độ pH đất. Độ pH này tức là hơi bị chua. Đấy, độ pH là từ 5 đến 5,5 là hơi chua. Cho nên là trong cái trường hợp mà cây ăn quả ấy, có múi đấy. Đấy, trong đó là có cái cam của bác đúng không? À, Phật thủ của bác, tức là nó là cây có múi thôi, nó là họ cam quýt. Đấy, cây họ cây có múi. Thế thì bác nên là cải tạo bằng cách là rắc vôi bột ở cái gọi là cái cả cái vùng rễ hoặc là cả cái luống ấy. Đấy, với cái lượng là nếu mà 5 đấy thì theo tôi là ít nhất là phải độ 50 kg trên 1.000 m vườn. Đấy, ít nhất là thế, còn nếu không thì bác có thể bón 70 chứ 100 cân. Đấy, thì như vậy nó sẽ nâng cái độ pH lên thì nó sẽ không vàng, nó không sẽ vàng. Bởi vì là cái này là vàng lá nó có nhiều hiện tượng. Thứ nhất là chua quá, đất chua quá là vàng. Đất ẩm quá là vàng. Thế nếu mà ẩm thì bác phải thoát nước. Và thậm chí nếu mà chớm gọi là nấm nó phá hoại dễ thì cũng là vàng. Thế bây giờ bác kiểm tra xem là nếu mà không có rễ nó không việc gì, đúng không ạ? Vẫn cứ trắng thì không có vấn đề gì là do nấm cả. Thế là và độ ẩm, nếu mà cảm thấy rằng là
nó ẩm quá thì bác phải thoát nước đi. Đấy, mà chỉ để 70% thôi. Thế và đồng thời là rắc vôi bột, thì như vậy là sau khoảng là thời gian xử lý độ 2 tuần thì cam nó sẽ trở lại bình thường. Thế tuy nhiên là để cho nó bảo đảm thì bác vẫn có thể là như là bác đã làm đấy, là đã dùng thuốc nấm thì bác, nhưng mà không biết là thuốc gì, thì bác nên sử dụng cái thuốc để tưới vào cái vùng cây đó là Iprodion hoặc là Cuproxit cộng với Dimethomod. Để tôi viết bác. Đây, bác nên sử dụng cái thuốc này để tưới vào cái vùng rễ. Thế thì mới trừ được nấm hại, gọi là hại rễ. Nó gây ra cái bệnh nó thối rễ do nấm gây hại. Đó là Iprodion hoặc là Cuproxit cộng với Dimethomod. Khi pha thì nhớ là theo cái nồng độ cũng như liều lượng trên bao bì đấy. Thế mà bác có thể tưới hai lần cách nhau 5-6 ngày, đúng không? Nếu mà sử dụng hai lần thì, và có điều kiện thì luân phiên thay đổi hoạt chất thì rất là tốt. Thế còn để phòng cái bệnh này nó vàng lá này, nó quăn lá này, thì như vậy là bác nên chú ý là một là đất không được chua và không được ẩm quá. Đấy. Cái đất là phải chú ý là như vậy. Thứ hai là nếu có điều kiện thì vào vùng mưa ấy, thì bác nên tưới định kỳ độ 10 hoặc 15 ngày một lần bằng những cái hoạt chất mà chúng tôi vừa giới thiệu.